Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin hot mỗi ngày. Hy vọng quý vị đã có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Sau đây là nội dung chi tiết. 3 năm sau khi hẹn hò với Ronaldo, cuộc sống của mỹ nhân Việt thay đổi thế nào? Ronaldo chính là người trong mộng của rất nhiều cô gái. Anh chàng hội tụ đủ từ điển trai, tài năng giàu có. Trên sân cỏ, Ronaldo là ngôi sao hàng đầu. Còn ngoài đời, anh chàng lại là sát thủ, tình trường, có thể hạ gục trái tim của mọi cô gái. Cũng vì thế mà từ trước đến nay, Ronaldo dính vào nhiều scandal hẹn hò qua đêm với các chân dài, người đẹp đình đám. Kể cả sau khi về ở chung với bạn gái Rerina, anh cũng đôi lần làm rộ lên tin đồn cặp kè với mỹ nhân. Bản danh sách những người đẹp từng được anh chàng chú ý gặp gỡ có lẽ phải dài đến cả cây số. Vậy nên cứ mỗi lần thấy tên tiền đạo này trên ền trên báo với một mỹ nhân nào đó thì người ta lại bắt đầu đồn đoán. Tại Việt Nam, có một người đẹp từng có cơ hội gặp gỡ Ronaldo. Đó là gương mặt khá quen thuộc Á Hậu Thùy Dung. Đó là từ năm 2017, khi ronaldo và thùy dung cùng tham dự sự kiện ở tây ban nha thời điểm đó nam cầu thủ còn đang thi đấu ở câu lạc bộ red madrid trong khi đó thùy dung tham gia với tư cách là khách mời của nhãn hàng họ gặp gỡ nhau tại buổi tiệc và nhanh chóng làm quen trò chuyện thân thiết theo chia sẻ của thùy dung ronaldo rất lịch thiệp cư xử ngọt ngào ấn tượng đầu tiên của dung là ronaldo rất đẹp trai phong độ dù buổi sáng cùng ngày anh phải ở sân tập, nhưng khi xuất hiện ở sự kiện, Ronaldo vẫn vô cùng rạng rỡ, cuốn hút dẫu cho chỉ diện chiếc áo sơ mi quần riêng đơn giản. Thùy Dung nói với báo giới Việt Nam. Đã 3 năm trôi qua, Ronaldo giờ đây chuyển đến thi đấu ở Juventus. còn Thùy Dung thì sao? Nhiều người cảm thấy tò mò, không biết cô nàng giờ đây như thế nào. Chân dài sinh năm 1996, hiện đang tập tành sử dụng mạng xã hội khác hẳn với năm 2017 khi còn trong nhiệm kỳ. Thời điểm đó Thùy Dung cho biết cô muốn tập trung cho việc học Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh. Cũng nhờ cẩn thận mà Thùy Dung là một trong số ít người đẹp giữ được hình ảnh ngoan hiền, sạch sẽ trong suốt thời gian qua. Hiện tại thì chân dài này đang hẹn hò với một doanh nhân điển trai giàu và đã từng tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ. Cả hai công khai tình cảm hồi tháng 3 năm 2019 và thường xuyên bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội. Bạn bè của Thùy Dung như Đỗ Mỹ Linh, Huyền Mi, Nguyễn Thị Loan đều khen ngợi cặp đôi này rất xứng đôi vừa lứa. Thùy Dung hiện tại khá giản dị, ăn mặc táo bạo hơn trước rất nhiều. Cô còn thường xuyên đăng ảnh gợi cảm lên trang cá nhân. Á à hậu Việt Nam 2016 đang làm người mẫu MC, công việc khá ổn định. Dù vậy, chân dài này và bạn trai vẫn chưa nghĩ về chuyện kết hôn mà tập trung phát triển sự nghiệp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.